chào quý vị khán giả, Bảo Trân rất hân hạnh được đồng hành và gửi tới quý vị những thông tin cập nhật trên kênh YouTube của báo Pháp Luật Thành phố Hồ Chí Minh. Ngay sau đây là những nội dung chi tiết. Tại hội nghị khoa học thường niên 2023 của Bệnh viện Chợ Rẫy diễn ra sáng ngày 18 tháng 4 tại Thành phố Hồ Chí Minh, cơ quan y tế đã tiết lộ chi phí điều trị cho các bệnh nhân COVID-19 nguy kịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh. Theo đó, chi phí điều trị cho bệnh nhân COVID-19 nguy kịch tại Bệnh viện Chợ Rẫy Thành phố Hồ Chí Minh là khoảng 140 triệu đồng một người. Cũng tại phiên chuyên đề, điều dưỡng Trần Thị Thúy, khoa bệnh nhiệt đới, Bệnh viện Chợ Rẫy cho hay, đến nay Việt Nam vẫn chưa có nghiên cứu nào về chi phí điều trị cho bệnh nhân COVID-19. Điều dưỡng Thúy và đồng nghiệp đã thực hiện nghiên cứu hồi cứu về nội dung trên đối với các bệnh nhân COVID-19 là người lớn tại cơ sở này. Cụ thể, trong khoảng thời gian từ tháng 8 đến tháng 10 năm 2021, giai đoạn dịch bệnh căng thẳng nhất tại Thành phố Hồ Chí Minh, Bệnh viện Chợ Rẫy tiếp nhận 1.576 người bệnh COVID-19. Nhóm nghiên cứu đã chọn 139 bệnh nhân COVID-19 với mức độ nặng, nguy kịch và 212 bệnh nhân mức độ trung bình. Tuổi trung bình của nhóm nặng và nguy kịch là 68 tuổi, trong khi nhóm còn lại là 58 tuổi. Số lượng F0 có bệnh nền đái tháo đường và tăng huyết áp chiếm 1/3 tổng số nhập viện. Kết quả phân tích cho thấy, tỷ lệ tử vong ở nhóm bệnh nhân COVID-19 nặng, nguy kịch cao gấp 5 lần so với bệnh nhân thuộc nhóm trung bình. Theo đó, chi phí trung bình để điều trị cho người bệnh COVID-19 là 55 triệu đồng một người. Tuy nhiên, con số này ở người bệnh COVID-19 nặng, nguy kịch là 140 triệu đồng một người. Điều dưỡng Thúy cho hay, tiền thuốc chiếm tỷ lệ cao nhất với 2/3 tổng chi phí, chủ yếu là thuốc kháng sinh và kháng nấm. Ngoài ra, còn có chi phí cận lâm sàng, thủ thuật, vật tư y tế, dinh dưỡng, dịch vụ khác. Nhóm nghiên cứu nhận định chi phí điều trị người bệnh COVID-19 nặng tương đương bệnh nhân nằm tại khoa hồi sức tích cực. Đại diện nhóm nghiên cứu chia sẻ, dựa trên cơ sở này để ước tính chi phí điều trị cho 43.000 bệnh nhân COVID-19 tử vong trên cả nước là hơn 6.000 tỷ đồng. Dù chi phí điều trị rất cao, nhưng tỷ lệ tử vong cũng cao, đặt ra vấn đề phải tìm phương án nhằm giảm mức độ chuyển nặng của người bệnh COVID-19. Cụ thể, cần nâng cao nhận thức của người dân tiêm vaccine COVID-19 cho đối tượng có nguy cơ cao, biến chứng nặng. Đồng thời, người có bệnh nền cần có ý thức điều trị bệnh nền ổn định. Đề cập tới vấn đề chi phí điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, việc quy định thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh đối với người bệnh COVID-19 được quy định cụ thể như sau. Đối với cơ sở thu dung điều trị COVID-19 công lập, ngân sách nhà nước thanh toán chi phí khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 bao gồm tiền khám bệnh, tiền giường và dịch vụ kỹ thuật. Việc thanh toán thực hiện theo số lượng dịch vụ y tế thực tế sử dụng và mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh của bảo hiểm y tế. Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế, máu, dịch truyền chưa được tính trong giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh hoặc sử dụng trong các kỹ thuật khám bệnh, chữa bệnh chưa được ban hành giá. Việc thanh toán thực hiện theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua vào theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Chi phí thuốc, hóa chất, vật tư y tế, máu, dịch truyền không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Việc thanh toán thực hiện theo số lượng thực tế sử dụng và giá mua vào theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Dịch vụ kỹ thuật không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ Bảo hiểm Y tế. Việc thanh toán thực hiện theo số lượng dịch vụ y tế thực tế sử dụng và mức giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt cho cơ sở đó hoặc bệnh viện chủ quản. Đối với chi phí khám bệnh chữa bệnh, các bệnh khác trong quá trình điều trị COVID-19, Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán phần chi phí khám bệnh chữa bệnh theo phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế như trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến. Người bệnh COVID-19 có thẻ bảo hiểm y tế tự chi trả chi phí cùng chi trả các chi phí ngoài phạm vi được hưởng nếu có, theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Trường hợp cơ sở thu dung điều trị COVID-19 không bóc tách được chi phí khám bệnh chữa bệnh COVID-19 và các bệnh khác để thanh toán theo các nguồn hoặc không thu được các khoản chi phí phát sinh trong quá trình điều trị mà người bệnh phải trả theo quy định do một trong các nguyên nhân bất khả kháng, thì được ngân sách nhà nước chi trả theo số lượng dịch vụ y tế thực tế sử dụng và mức giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh bảo hiểm y tế. Đối với Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh các bệnh khác trong quá trình điều trị COVID-19 theo phạm vi được hưởng và mức hưởng bảo hiểm y tế như trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến. Người bệnh COVID-19 có thẻ bảo hiểm y tế tự chi trả chi phí, cùng chi trả và các chi phí ngoài phạm vi được hưởng nếu có, theo quy định của pháp luật về bảo hiểm y tế. Trường hợp cơ sở thu dung điều trị COVID-19 không bóc tách được chi phí khám bệnh, chữa bệnh COVID-19 và các bệnh khác để thanh toán theo nguồn hoặc không thu được các khoản chi phí phát sinh trong quá trình điều trị mà người bệnh phải trả theo quy định do một trong các nguyên nhân bất khả kháng thì được ngân sách nhà nước chi trả theo số lượng thực tế, sử dụng và giá mua vào theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Các ca bệnh nghi ngờ nhiễm, ca bệnh có thể nhiễm, ca bệnh xác định nhiễm COVID-19 là 3 trường hợp được miễn phí chi phí khám chữa bệnh theo quy định.
Trường hợp người đang trong thời gian cách ly mà mắc các bệnh khác phải khám, điều trị hoặc đang điều trị bệnh khác mà bị áp dụng biện pháp cách ly y tế thì được thanh toán chi phí khám chữa bệnh như sau. Người bệnh có thẻ bảo hiểm y tế được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán chi phí điều trị các bệnh khác trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế, như đối với trường hợp cấp cứu. Trường hợp người điều trị tại nơi không có hợp đồng khám chữa bệnh bảo hiểm y tế thì được Quỹ Bảo hiểm Y tế thanh toán trực tiếp trong phạm vi quyền lợi và mức hưởng bảo hiểm y tế, như đối với trường hợp cấp cứu. Người bệnh không có thẻ bảo hiểm y tế phải tự thanh toán chi phí điều trị bệnh khác theo quy định của pháp luật về giá dịch vụ khám chữa bệnh. Đề cập tới vấn đề chi phí điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, trong các đợt dịch trước có nhiều người đã đặt ra thắc mắc liên quan tới các quy định bóc tách chi phí điều trị bệnh nhân COVID-19 thành hai phần do ngân sách nhà nước và Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả. Theo quy định được đặt ra kể từ khi dịch bệnh bùng phát năm 2020, chi phí điều trị bệnh nền, bệnh phát sinh sẽ được Bảo hiểm Y tế chi trả, riêng chi phí điều trị bệnh COVID-19 do ngân sách thanh toán. Trước đây, khi dịch bệnh bùng phát trong năm 2020, tại phiên họp Quốc hội thảo luận tổ về thực hiện chính sách chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020, đại biểu Phạm Khánh Phong Lan, Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, báo cáo chính phủ nêu vướng mắc khi thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với bệnh nhân COVID-19 F0 do không thể bóc tách chi phí điều trị do ngân sách nhà nước và quỹ bảo hiểm y tế chi trả theo quy định. Chính phủ kiến nghị cho phép sử dụng ngân sách nhà nước thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho F0, bao gồm cả chi phí khám chữa bệnh COVID-19 và các bệnh nền. Bà Lan bày tỏ đồng tình với kiến nghị của chính phủ về việc đưa ra một mối thanh toán cho F0, không phân biệt chi phí điều trị bệnh COVID-19 và bệnh nền. Tuy nhiên, theo bà Lan, thay vì kiến nghị ngân sách nhà nước thanh toán thì nên để Bảo hiểm xã hội thanh toán 100% chi phí điều trị cho F0. Đồng tình với ý kiến trên, đại biểu Nguyễn Thị Lệ, Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng dịch bệnh COVID-19 vừa qua diễn biến căng thẳng xảy ra rất nhanh. Một thời gian ngắn, các bệnh viện phải tiếp nhận rất nhiều F0. Các y bác sĩ không đủ thời gian để phân tách F0 nào có bệnh nền, F0 nào không. Do vậy, bà Lệ ủng hộ phương án quy việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh, bảo hiểm y tế đối với F0 về một mối để tránh gây khó khăn vướng mắc cho các cơ sở y tế. Trước phần thảo luận, báo cáo trước Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long cho biết, việc thanh toán chi phí khám chữa bệnh bảo hiểm y tế đối với bệnh nhân COVID-19 gặp nhiều khó khăn do không thể bóc tách chi phí điều trị bệnh COVID-19 do ngân sách nhà nước chi trả và chi phí khám chữa bệnh nào điều trị bệnh nền hoặc bệnh khác do Quỹ Bảo hiểm Y tế chi trả. Nhiều bệnh nhân đã tử vong hoặc không liên hệ được với người nhà nên không thể thanh toán chi phí đồng chi trả. Từ đó, chính phủ kiến nghị với Quốc hội cho phép sử dụng ngân sách nhà nước thanh toán toàn bộ chi phí khám chữa bệnh cho bệnh nhân COVID-19, bao gồm cả chi phí khám chữa bệnh COVID-19 và các bệnh nền. Khi số ca mắc COVID-19 tăng mạnh trên thế giới trong các đợt dịch trước đó, chính phủ các nước đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh cho người dân. Tại Mỹ, ban đầu chính phủ Mỹ chỉ hỗ trợ chi phí xét nghiệm COVID-19 cho người dân và những người không có bảo hiểm y tế sẽ phải chi trả toàn bộ chi phí điều trị. Số tiền khám chữa có thể lên tới hàng chục nghìn USD, gây ra gánh nặng đối với 27,5 triệu người không có bảo hiểm y tế ở Mỹ. Tại Singapore, người nước ngoài phải tự thanh toán mọi chi phí điều trị COVID-19, thông thường trong khoảng 4.300 đến 5.800 USD. Trong khi đó, công dân và người thường trú có visa dài hạn sẽ được chữa trị miễn phí theo quy định của Bộ Y tế. Còn tại Trung Quốc, nơi khởi nguồn của dịch COVID-19, mọi người đều được điều trị COVID-19 miễn phí, bao gồm cả đối tượng không có bảo hiểm y tế. Tuy nhiên, người dân vẫn phải chịu khoản phí xét nghiệm COVID-19. Thông thường, một xét nghiệm virus corona tại Trung Quốc có giá khoảng 370 nhân dân tệ, hơn 52 USD. Trong khi đó, Hàn Quốc cho biết chính phủ và các công ty bảo hiểm nước này sẽ chịu toàn bộ chi phí khám, cách ly và điều trị cho bệnh nhân nhiễm COVID-19. Tương tự như Hàn Quốc, Nhật Bản cũng chịu mọi chi phí cho các hóa đơn nội trú của bệnh nhân COVID-19. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Và đừng quên, chúng tôi luôn cập nhật rất nhiều thông tin mới nhất ở tất cả các khung giờ trong ngày. Xin kính chào và hẹn gặp lại!